Tiếp tục em Tuấn lên một số mã máy tính để cho bác. Lô máy tính hầu như những dòng em đấu giá bên nước ngoài về, Nhật về, đa số là em lấy màn hình to luôn bác ạ. Vì là họ tính cái giá thành ở bên đấy, họ tính nó rất là củ chuối. Nên là thà cái đấu giá theo kiểu đấy thì thà mình lấy cái màn 15,6 inch này cho các bác, các chú, các anh làm văn phòng kế toán hay học, các cháu học nó tiện còn hơn. Chứ nên là đa số là bác thấy không, em toàn lấy màn hình 15,6 inch, không lấy 14 nữa, đã mất công đấu mà. Thật ra nó lệch nhau nó không đáng bao nhiêu nữa thì thà mình cố lên luôn. Bình thường thì là con 15,6 với con màn 14 nó đã chênh nhau đến gần tiền triệu rồi bạn, tiền triệu luôn rồi. Nhưng mà mình thấy bản thân nó lệch, mình lấy luôn con này cho nó dễ. Clip này thì báo cáo bác lại, em báo cho bác ở chỗ này thì có hai con máy tính có một model giống nhau. Các bác chú ý là tất cả các bác nào lấy máy nào của em thì nhớ mức giá tiền và cấu hình hộ em Tuấn nhé. Bởi vì là có khi là hai con này nó một model nhưng mà trong đó là RAM nó khác hoặc ổ cứng nó khác, là giá nó đã chênh nhau rồi, nên là vô tình nó không rõ là nó nhầm, nên em cũng không muốn là giao nhầm cái mặt hàng, giao nhầm đến cho bác khi đã được. Cuối cùng đây là một con này siêu VIP nữa rồi này, bác nhìn này lung linh đấy, đẹp nhé. Thì sau đây em Tuấn sẽ vào giới thiệu cho bác từng sản phẩm. Tất cả những cấu hình này em Tuấn đã kiểm tra rồi. Thì bác đây, con này là con Dell 3500, model là 3500, chip Core i5 nhưng mà tận đầu 8 bác ạ nhé, chứ không phải là chip Core i5 đầu 2 đầu 3 đâu. Ví dụ Core i5 2250 chẳng hạn, nhưng mà đây con này chip Core i5 8265U, có nghĩa là đời nó cao chót vót rồi, cao nhé. Và các bác cứ cầm những cái tờ tờ này này, bác ra tất cả những cửa hàng điện tử bán máy tính mới nhất. Bác cần và tôi cần mua một con máy tính có cấu hình là i5 này, chip đầu 8 này, xong rồi RAM 8 GB này, ổ cứng phải nhớ là SSD nhé, chứ còn ổ cơ thì không nói. Ổ SSD 240 GB chẳng hạn, như con này màn 15,6 inch, bác cứ đọc như thế, bác ghi này ra thì bây giờ tầm khoảng bao nhiêu tiền chú nhỉ, anh nhỉ? Em khẳng định là những con này nó phải có tầm 12 triệu trở lên nhé, chắc chắn là có 12 triệu trở lên, không bao giờ có dưới đấy. Còn hàng của em Tuấn thì đây là gọi hàng nước ngoài, lướt qua thôi nó cũng rất là đẹp. Con này chắc chắn bác mua ra ngoài không có 12 13 triệu trở lên, khẳng định luôn. Đấy đấy, bác cứ đi hỏi thì sau đó quay về chốt hàng của em Tuấn được, không sao. Không cần phải quen biết, bác chỉ cần ra bác đọc những thông số này lên là người ta sẽ báo giá cho bác luôn. Đấy. Còn đây là những con máy là đến từ đất nước, quay từ Nhật Bản về nên nó mới có cả tiếng Nhật cả tiếng Anh mới nhé. Còn nếu mà cái máy mà bán ở trong nước Việt Nam mình ấy thì nó lại không có chữ tiếng Nhật vào đây đâu, nó chỉ có tiếng Anh tất thôi. Đấy. Con này nó có cả tiếng Nhật và tiếng Anh, được chưa ạ? Thì đấy, con này em Tuấn để cho bác, hai con này em nhầm giá là 5 triệu 999 nhưng mà là 5 triệu 6. Bởi vì tại sao nó lại là 5 triệu 6 mà con này lại là 5 triệu 9? Bởi vì là hai con này cấu hình nó giống hệt nhau nhưng nó chỉ xa khác nhau cái ổ cứng, bác nhìn chưa? Con ổ cứng bên này là 240 GB, con ổ cứng này là 256 GB, nó lệch nhau 16 GB. Thế là được gì? Hai con này giống hệt nhau, được chưa? Model chip giống hệt nhau, model chip RAM màn hình giống hệt nhau, chỉ khác đúng cái ổ cứng. Chạy Win thì cũng vẫn mà bản 11 64 bit, bên lại như hai con này giống hệt nhau, chỉ khác đúng cái là một con này là ổ cứng 240 GB và một con ổ cứng 256 GB, nó lệch nhau mấy trăm nghìn bác ạ. Con này là 5 triệu 600, con này là 5 triệu 999, nó lệch nhau 16 GB, nói vậy thôi chứ còn thời gian nó ok với nhau, giống hệt nhau. Thì em Tuấn giới thiệu hai con này coi như là thành một bác nhé, coi thành một luôn đấy. Thì báo cáo bác là giá thành em nói luôn là con này 5 triệu 6, là ổ cứng của nó SSD nhé, con này cũng SSD nhé, được chưa ạ? Đấy, màn hình tất cả kiểu một model mà, chỉ khác đúng cái ổ cứng thôi. Đấy. Thì về cấu hình thì báo cáo bác là em tắt loa nhé. Bác thông cảm cho em sẽ tắt nhạc bởi vì là không, nó liên quan đến bản quyền. Lúc đó em Tuấn cũng đau đầu lắm. Bác thông cảm. Máy thì ok rồi, tất cả màn hàng đi bên em bao kiểm tra hết cho bác. Cấu hình thì đây, 3500 đây, được chưa? Rõ luôn cho bác luôn, 3500 luôn, nó dễ. Đấy, RAM đây, 8 GB đây, ok chưa? Đấy, con này nhé, 5 triệu 600 nghìn. Màn hình to bác ạ, màn hình to nhé. Con này màn hình to, các bác các chú làm việc văn phòng sướng lắm. Bàn phím số bên cạnh nữa. Còn đây, bác nhìn này, đẹp lung linh nhé. Đẹp không, nói chung là không chê được đâu bác ơi. Em Tuấn báo đẹp là đẹp nhé. Như hôm trước con là vỡ sứt, em báo vỡ sứt. Đây nhé, con này 5 triệu 6, cho phiếu nó vào đây, nó lẫn. Những cái nó lẫn cấu hình là mệt lắm. Con này 5 triệu 999, gọi là 6 triệu đi. Con này cũng vậy, con này thì chỉ lệch cao hơn con kia, ổ cứng 16 là 16 GB. Còn này
tất cả đây, cấu hình cũng trên này luôn ạ. Và nhìn ra RAM 8GB nhá. RAM 8GB. Máy đây. Bản in 11 Pro này, cũng Dell 3500 này, ok chưa? Đấy, như vậy là các bác biết rồi, chứ gọi em Tuấn cũng không không cần hàng, bên em đã bao rồi. Thì bác phải biết là bao tất cho các bác hoạt động, ok đi. Đấy. Đấy, nhạc em xin phép tắt tắt nhạc nhé. Đấy. Ok chưa? Con này cũng đẹp nhá. Hàng đẹp lắm, con nào xuất sắc cái gì thì em Tuấn sẽ báo đây. Cũng đẹp không kèm. Đấy, con này thì em Tuấn báo rồi, thôi nhé, lệch nhau thế. Còn cuối cùng, đây là con HP. Con này HP bác ạ. Bác nhìn này. Đẹp chưa? Đẹp lung linh luôn ạ. Được chưa? Quá đẹp luôn. Quá đẹp với em nó luôn. Các bạn nào không gọi được em thì nhắn tin vào số Zalo hoặc số điện thoại này cho em Tuấn. Đấy, bác nhìn này. Lung linh. À, con này em đọc cấu hình luôn cho bác nhé. Con này là con HP ProBook. Được chưa? HP ProBook 450G5. Nhớ là G5 đấy bác ạ. Ok chưa? Máy OS Q85 cơ mà. Chip Core i5-7200U. Ok chưa? Quá khủng chưa? RAM 8GB. Không dùng bao giờ hết được bác. À, màn hình 15,6 inch của màn hình to tốt nốt. Con này chạy hai ổ cứng luôn ạ. Bác nhìn này. SSD 256GB cộng với HD 500GB nữa. Bản i11 Pro. Hai ổ cứng luôn. Giá 6.999.000. Máy thì đẹp vô, máy thì đẹp vô đối rồi bác ạ. Này, nhôm phay xước hết. Nhưng phải dựng loa hết đây luôn. Nhưng phải xước, ok chưa? Đây, em Tuấn test cho bác. Quá đẹp luôn. Đấy, em xin phép tắt loa nhé. Đấy, anh nhìn này. Tất cả bàn phím số, bàn phím nhé. Con này có bàn phím số bên cạnh luôn này. Làm văn phòng, kế toán rất là thích. Đây này. Riêng máy nhập từ Nhật về thì nó có cả tiếng Nhật và tiếng Anh luôn tại đây. Các bạn nhìn nhé. Có cả tiếng Nhật và tiếng Anh. Còn máy ở trong nước mình nó không có tiếng Nhật ở đây đâu. Đấy, ok chưa? Đấy, sau đây em Tuấn xin báo cái cấu hình cho bác. Đây, cấu hình của nó đâu nhỉ? Đây, cấu hình của em nó đây. Em nó chạy bản Win 11 Pro. Con HP của Notebook nhá, 450G5. Ok chưa ạ? Đấy. Cho bác nhìn luôn. Nó chính thức chứ khỏi phải ghi giấy ghi tờ. RAM 8GB. Ok chưa? Còn đây vào nó cái ổ cứng. Ổ cứng thì bác chỉ kích vào đây bác ra luôn này. Các bác chú ý hộ em nha, có một số bác về không biết kiểm tra cấu hình không, nói em Tuấn nó không hay. Đây ổ cứng nó rõ hai ổ luôn, bác nhìn chưa? Nó rõ hai ổ luôn chưa? Đấy, hai ổ cứng luôn. Một ổ này là 256GB và ổ này 500GB. Hai ổ luôn ạ. Đấy. Bác nào có nhu cầu thì liên hệ với em Tuấn. Em cảm ơn. Giá thành em Tuấn đã báo rồi, cho bác đi so sánh toàn quốc. Lấy được thì gọi cho em. Chứ còn xác định lực không gọi cho mặc cả, nó mất việc lắm. Em chào các bác.